Xem bài Tarot cung Thiên Bình tháng 1 năm 2022. Chào Thiên Bình, bạn bắt đầu tháng 1, tháng đầu tiên của một năm mới với cảm giác tràn đầy tự tin và cảm hứng. Tính cách của Queen of Wands là người hòa đồng và lôi cuốn, vì vậy bạn có thể sẽ muốn dành thời gian giao lưu với bạn bè và gia đình. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ hình thức xây dựng cộng đồng nào trong tháng này, bạn sẽ không ngần ngại gặp khó khăn khi thực hiện công việc. Những người khác có thể tìm đến bạn để được hướng dẫn và truyền cảm hứng. Người ta cũng tìm đến bạn để có một bờ vai cảm thông để tựa vào. Đôi khi, bạn có thể cần phải tách mình ra khỏi những rắc rối và kịch tính của những người thân để bạn có thời gian cho công việc hoặc nhu cầu của bản thân. Tạo một lịch trình hàng tuần để tránh đi vào tình trạng quá tải. Đây là một tháng tuyệt vời để bạn tham gia vào việc phát triển bản thân. Bạn có tư duy phát triển và bạn không ngại làm việc, kể cả đôi khi gặp khó khăn, thử thách để tạo ra sự thay đổi. Bạn đang có một sức hút lớn đối với mọi người và những hoàn cảnh phù hợp. Đây là phần thưởng cho tất cả công việc phát triển bản thân mà bạn đã làm từ trước tới nay. Hãy tiếp tục làm việc thật tốt nhé, Thiên Bình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL Vận Mệnh và Nhân Sinh để cập nhật những thông tin mới nhất. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và nghiệm lý.